Có thể bạn chưa biết, Dương Tử suýt chút nữa đã mất vai Cẩm Mịch trong gương mật tựa khói xương. Theo đó, trong thời gian tổ chế tác gương mật, bắt đầu hé lộ về những thông tin đầu tiên của bộ phim, ba diễn viên được cư dân mạng bình chọn là sẽ rất phù hợp nếu như trở thành nữ chính trong tác phẩm truyền thể đình đám này, lần lượt là Dương Tử, Lý Thấm và Quan Hiểu Đồng. Thế nhưng sau này trong những chia sẻ của mình, nhà sản xuất cho biết, trên thực tế đội ngũ đã phân vân giữa việc lựa chọn Dương Tử hay Lý Nhất Đồng và cuối cùng ông đã kiên quyết lựa chọn Dương Tử. Đến nay, cả Dương Tử và Lý Nhất Đồng đều đã có những chỗ đứng riêng cho mình trong showbiz đầy khắc nghiệt, nhưng người ta vẫn không khỏi cảm thán rằng lựa chọn của nhà sản xuất khi đó quả thực là vô cùng thức thời.